trên hình là mô tả một pin 3 giảm giá và một pin 3 tăng giá. Một pin 3 bao gồm đuôi tail, thân, body và mũi nose. Đuôi pin 3 còn được gọi là buckwheat hay bóng, shadow. Đuôi của pin 3 phải dài ít nhất bằng 2/3 chiều dài của nó. Càng dài càng tốt nhưng ít nhất phải là 2/3 chiều dài cả nến. Trên hình, đuôi dài khoảng 3/4 nến nên thỏa mãn yêu cầu. Thân của pin 3 cũng rất quan trọng bởi vì nó cho biết giá mở và đóng. Hai giá này nên gần nhau, càng gần càng tốt. Thân pin 3 nên nằm gần đoạn cuối của nến như hình trên. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là mũi của pin 3. Tuy không bằng đuôi và thân, nhưng mũi chỉ quan trọng khi nó nhỏ so với hai phần còn lại. Bởi vì nếu đuôi ít nhất bằng 2/3 và thân nhỏ nên mũi phải rất nhỏ. Một pin 3 không nhất thiết phải có mũi. Đôi khi pin 3 không có mũi vì nó mở và đóng ngay tại điểm cuối của nến. Làm sao để biết được cây pin 3 mà ta thấy có ý nghĩa? Câu trả lời hãy nhìn bối cảnh và những cây nến xung quanh nó. Muốn đánh giá năng lực một con người khách quan, hãy nhìn môi trường họ sống và những người xung quanh họ. Nến cũng vậy. Nó là pin 3, các bạn phải xem nó được đặt ở đâu. Chúng ta xem ví dụ trước nhé. Chúng ta có hai yếu tố để nhận biết một pin 3 có ý nghĩa. Nó phải được đặt ở một vùng kháng cự hỗ trợ mạnh. Cản yếu thì cũng như không, nó chẳng giúp ích gì được đâu. Trước nó phải là những cây nến thể hiện xu hướng yếu dần. Cụ thể, ở ví dụ trên, trước pin 3 là cây inside 3. Cây này thể hiện lực giảm đã cạn, sellers đã yếu, nếu mạnh thì đã giảm vượt qua nến trước rồi. Cây tiếp theo của pin 3 là một cây tăng mạnh, có đuôi bên dưới cho thấy lực mua đã xuất hiện, buyers mạnh, lực bán giảm, lực mua tăng, seller yếu, buyer mạnh. Cây pin 3 chính là một pivot hợp lý. Dấu hiệu bên trên là chưa xét đến kích thước của pin 3 so với các cây nến trước. Ở dấu hiệu này, chúng ta sẽ đào sâu khía cạnh này. Muốn một cây pin 3 có ý nghĩa, chúng ta cần xét thêm yếu tố vị trí và kích thước của pin 3 so với những cây xung quanh. Chúng ta lấy ví dụ này để nói cho dễ nhé. Chúng ta mặc định xu hướng hiện tại là xu hướng giảm, và cây pin 3 có ý nghĩa khi nó làm đảo chiều tăng nhé. Ở hình đầu tiên, thân cây pin 3 nằm trọn bên trong cây nến trước. Nó vừa là inside 3 vừa là pin 3. Đây là một cây pin 3 ý nghĩa. Về bản chất ví dụ này và ví dụ trên là một. Ở hình thứ hai, cây pin 3 có giá đóng cửa cao hơn mức cao nhất của cây trước. Điều này chứng tỏ phe mua đang lấn át phe bán, trong khi phe bán đang yếu. Vô hình chung, cây này vừa là ingunfing 3, vừa là pin 3. Đây là một cây pin 3 ý nghĩa. Ở hình thứ ba, giá đóng cửa nằm dưới cây nến trước, chứng tỏ phe bán vẫn chưa biến mất. Mặc dù có đuôi dưới tức là có lực đẩy lên, nhưng phe bán vẫn còn rất mạnh. Phe mua chỉ mới chớm xuất hiện, phe bán vẫn còn mạnh làm sao gia tăng. Đây là một cây pin 3 không ý nghĩa. Dấu hiệu này xác suất cao hơn hai ví dụ trên. Khi xuất hiện cả hai cây pin 3 kề nhau, hoặc cách nhau vài cây nến. Và đặc biệt, cây thứ hai có đuôi dài hơn cây thứ nhất để thể hiện có một đám đông hơn, bị bẫy lần hai. Ví dụ, nó tương tự như mô hình bình nhíp, nhưng để tăng thêm xác suất thành công, chúng ta nên chú ý đến cái đuôi của nó. Ở ví dụ này, cây nến thứ hai nến trắng, có đuôi dài hơn cây nến thứ nhất nến đen, thể hiện giá từ chối hai lần, lần thứ hai mạnh hơn lần thứ một, lực bán quyết tâm giành thế chủ đạo. Kết quả, cả hai cây pin 3 đều có ý nghĩa. Trên đây là ba trong vô vàn dấu hiệu để phân tích một cây pin 3 ý nghĩa.